thưa mọi người, Lâm đang đứng ở trước trên đường Trần Phú quý vị, đầu đường Trần Phú với đường Nguyễn Bính Khiêm. Chúng ta hôm nay sẽ ngắm cái hoa sữa ở đường Trần Phú nha. Ở đây là đoạn đường có nhiều trồng hoa sữa, đây là một cái mùa nở của nó. Cái mùi thì nó hơi, Lâm thì Lâm không chịu được cái mùi này, nhưng mà hoa của nó rất là đẹp. Phía trước là có rất là nhiều cây hoa sữa nè quý vị, ở hai bên cái dọc tiếng của đường Trần Phú. Từ đây tới tối một cái mùi là nồng nặc nhất. Đối với từng người thì mùa hoa sữa nó sẽ có cái người thì thơm, người thì hơi khó chịu, đối với Lâm là khó chịu. Mà Lâm rất là thích cắm tại vì rất là đẹp, nguyên một màu trắng luôn đó quý vị. Đây là trắng luôn. Đây Lâm sẽ bọc ngược lại, ở đây là tới cầu thì Trần Phú rồi đó quý vị. Bọc ngược lại quý vị xem rõ hơn nha. Đây là những cây cũng có rất là nhiều tuổi rồi quý vị. Đây là ngã tư giữa đường Mặt Cũ với đường Trần Phú. Mùi ngào ngạt nhưng mà nó hơi nồng luôn quý vị. Theo cảm nhận của Lâm là vậy, còn tùy người và tùy cảm nhận khác nhau. Nhưng mà có dịp thì quý vị có thể ghé đường này vào cái mùa này để mà ngắm cái hoa sữa nha, nếu mà có thích hoa sữa gì đó. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp ở các clip tiếp theo. Đây là hoa sữa vào buổi tối ở đường Trần Phú nữa quý vị.
màu trắng luôn, đi một đoạn đường không quý vị. Đoạn giao giữa đường Trần Phú với Mạch Cũ đó quý vị. Bắn. Lâm sẽ quay ngược lại. Màu nó hơi ám, màu đèn đường là màu vàng đó quý vị, nhưng mà thật ra nào, màu của cái cây này là sữa trắng lắm. Cái mùi thơm rất là ngào ngạt. Rồi, đến đây là hết rồi quý vị.